đối với công đoạn làm đạp xe này á, thì bên mình sẽ vệ sinh từng từng những chi tiết nhỏ nhất luôn nha các bạn. Tất cả những ghế da này, những ghế này sẽ được vệ sinh hết nè, vệ sinh lên trần. Thì chủ vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe cũ của công ty Toyota Tân Cảng. Thì hiện tại thì mình đang ở ngay cái khoang làm đẹp xe của công ty công nghệ Marukuri nha các bạn. Thì ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái mẫu xe bán tải, đó là Ford Ranger Dương Cách 3.2 số tự động 6 cấp nha các bạn. Hiện tại cái xe này đang làm đẹp, thì mình cũng muốn dành một vài phút ngắn để mà quay sơ về cái xe này cho các bạn, để các bạn nào chúng ta đang có nhu cầu về một cái mẫu bán tải để mà đi trên những con đường địa hình hoặc là thích một phong cách off-road, thì có thể có những cái lựa chọn nhanh nhất để mình tìm được một mẫu xe với giá cả hợp lý và với độ bền cao nhất nha các bạn. Thì mình xin nhắc lại, đây là Ford Ranger Wheeltrack 3.2 hộp số tự động 6 cấp nha các bạn. Xe này đang chuẩn bị làm đẹp thôi. Về ngoại hiện tại thì hiện trạng của xe thì nó còn khá là bẩn do đi trên những đoạn đường đầy cát bụi. Đây thì đội ngũ anh em đang làm maru xe. Đối với công đoạn làm đẹp xe này á, thì bên mình sẽ vệ sinh từng những chi tiết nhỏ nhất luôn nha các bạn. Tất cả những ghế da này, những ghế này sẽ được vệ sinh hết nè, vệ sinh lên trần. Thì chủ trước người ta đã bọc trần rồi nha các bạn, bọc trần 3D. Bạn xem mâm lớp nha, mâm lớp. Còn với cái xe này thì mình nghĩ đi khoảng độ khoảng 40.000 nữa thì các bạn mới phải tiến hành thay cái lớp này nha. Mâm thì còn khá là mới. Thì thùng chở hàng phía sau. Thì đối với những các bạn nào chúng ta ở những khu vực miền Tây hoặc là ở khu vực Tây Nguyên, Bình Phước đó, thì đó, những cái dòng bán tải này thì đem lại một giá trị rất là lớn. Bạn vừa có thể đi gia đình hoặc là mình chở đồ phía sau, có một cái thùng phía sau mình chở đồ, mình chở nông sản cũng được, thì rất là phù hợp. Thì đây là Ford Ranger Wheeltrack 3.2 số tự động 6 cấp nha các bạn. Xe này thì là đời 2017 và mang biển số thành phố. Thì hiện tại thì công ty đang chào bán cái xe này với mức giá là 740 triệu nha các bạn. Chỉ 740 triệu thôi thì các bạn sẽ sở hữu được một mẫu Ford Ranger phiên bản cao cấp nhất. Thì nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn rõ hơn về chi phí lăn bánh xe cũng như là hỗ trợ các bạn về rút gốc và đăng ký. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc xe lần sau.